U23 Việt Nam còn có các pha ghi bàn của đội trưởng Hùng Dũng cũng như cầu thủ chạy cánh Lê Văn Đô. Ở hiệp 1 của trận đấu gặp Indonesia, Lê Văn Đô đá bên phía cánh phải, nhưng ở hiệp 2 thì anh đã đổi sang bên phía cánh trái, và sự thay đổi người này, thay đổi vị trí này của Nguyễn Quang Sơ thực sự là một dấu ấn chiến thuật. Văn Đô đá bên trái, Văn Xuân đá bên phải. Ở trận đấu này thì Văn Xuân không có mặt trong lính xuất phát, và đó là vị trí được thay thế bởi Vũ Tiến Long. Phan Tuấn Tài sẽ đá ở vị trí hậu vệ biên, còn Vũ Tiến Long là người đá trung vệ bên cạnh Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Philippines đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội chủ nhà U23 Việt Nam ở phần sân phía tay trái của Quang, đường chuyền Hoàng Đức. Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Hoàng Đức, năm phút đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam trước Indonesia là quãng thời gian tương đối khó khăn của đội bóng áo đỏ. Đường chuyền của Hùng Dũng, Tiến Linh, hàng phòng ngự dày đặc của cầu thủ Philippines đã hóa giải được pha xâm nhập vừa rồi của đội chủ nhà áo đỏ. Phan Tuấn Tài, quyết đoán của Jaime Domingo. Lê Văn Đô, bàn thắng thứ 3 của U23 Việt Nam vào lưới của Indonesia ở bên trận đầu tiên, có sự góp mặt của cả hai cầu thủ chạy cánh. Lê Văn Xuân đã táo bạo thực hiện pha thoát đi bên phía góc phải và dứt điểm bằng chân trái cực kỳ uy lực. Bóng dội sang ngang bật ra, và khi mà hàng phòng thủ của Indonesia còn chưa hết bàng hoàng sau pha dứt điểm có thể nói là cực kỳ dũng mãnh đó, thì họ đã phải nhận bàn thua từ một pha đấu bóng vào từ bên phía cánh trái của Lê Văn Đô. Trước đó thì U23 Việt Nam đã có hai bàn thắng bởi những cầu thủ trên 23 tuổi góp mặt ở SEA Games này, và đó đều là những pha tổ chức có chất lượng rất cao. Hoàng Đức khép bóng của Linares. Cả Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh đã tham gia vào tình huống phòng ngự vừa rồi. Đó là lỗi của trung vệ Enrique Linares. U23 Philippines đã nhập cuộc với một đội hình được bố trí tương đối thấp. Ý định đá phòng ngự đã được bộc lộ tương đối rõ ràng. Pha nhận bóng không thành công của Hùng Dũng. Lỗi là của Bedic. Jovin Hevat Bedic là một trong 4 cầu thủ đã ghi bàn cho Philippines vào lưới của Timor Leste ở lượt trận đầu tiên. Các bàn thắng còn lại của đội Philippines thuộc về Rotini, Kekkonen. Và Dennis Chung. chút. Đó là pha mở bóng dành cho Phan Tuấn Tài. Trong trận đấu gặp Indonesia thì Phan Tuấn Tài đá vị trí trung vệ lệch trái và cầu thủ này đã chơi tốt. Bóng đá Philippines chưa bao giờ lọt vào top nhận huy chương ở môn bóng đá nam tại các kỳ SEA Games. Lần duy nhất bóng đá nam Philippines lọt vào top 4 đội cuối cùng của một kỳ SEA Games là vào năm 1991 khi họ chơi với tư cách là đội chủ nhà. Năm đó thì họ cũng đã thua trong trận tranh huy chương đồng trước Singapore. Vào năm 91, bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên trở lại hội nhập với bạn bè trong khu vực, và điểm số đầu tiên mà bóng đá Việt Nam có mặt ở SEA Games trong lần trở lại đó chính là điểm số có được ở trận hòa Philippines với tỷ số 2-2. Đường vào bóng của Hoàng Đức dành cho Phan Tuấn Tài, nhưng đó là pha khống chế không tốt của Tuấn Tài. Ở lần thứ hai sau ngày trở lại để hội nhập với bóng đá khu vực, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có được trận thắng đầu tiên ở SEA Games trên đất Singapore với tỷ số 1-0, và trận thắng đó cũng đến từ cuộc đọ sức với đội tuyển quốc gia Philippines, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng năm 93 của bóng đá Việt Nam là trung vệ Nguyễn Văn Long. Phát triển rất nhiều, không còn những trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chúng ta có thể dễ dàng đánh bại Philippines. Lên bóng cho cầu thủ Việt Nam, Hùng Dũng rất khó với một mặt sân trơn như thế này. Với thời tiết đang có mưa trên sân vị trí Phú Thọ thì những đường chuyền phải có độ chính xác thực sự cao. Ý đồ chơi bóng trực diện của Hùng Dũng cho Tiến Linh có vừa rồi, nếu trên một mặt sân khô thì sẽ hoàn toàn hợp lý. Thực tế thì nhìn vào trận đấu đầu tiên của cao thủ Philippines ở giải đấu năm nay, họ có một chiến thắng rất đậm trước Timor-Leste với tỷ số 4-0. Và đó là một chiến thắng thực sự rất ấn tượng. Nhiều người nghĩ rằng là Timor-Leste là đội bóng yếu, nhưng nhìn vào trận đấu thứ hai của họ ngày hôm nay, một trận đấu mà họ đã rất nỗ lực trong hiệp 2 để có những bàn thắng xa bàn tỷ số trước Myanmar, thì đây là một đội bóng cũng không hoàn toàn quá yếu như nhiều người đã nghĩ. Và những phút đầu tiên của trận đấu này diễn ra thì Philippines cũng đang chơi khá hứng khởi trước đội chủ nhà U23 Việt Nam. Trong trận đấu đầu tiên giữa Philippines và Timor-Leste thì những cái tên thi đấu rất ấn tượng, đó là Chung Salazar, đó là Dennis và đương nhiên đó là Stevatrov. Ôi, không được. Hùng Dũng, Huỳnh Công đến. Cú sút đầu tiên của U23 Việt Nam trong trận đấu này, nhưng đó là pha dứt điểm không trúng đích. Vị trí của Huỳnh Công đến đã từng thuộc về Lý Công Hoàng Anh trong trận đấu đầu tiên, và đó là trận đấu mà số 10 của U23 Việt Nam đã chơi tốt với rất nhiều những tình huống thoát đi, phải nói là rất táo bạo. Lý Công Hoàng Anh cũng đã gặp phải một chấn thương không quá nặng, nhưng có lẽ đó cũng là một lý do khiến cho anh không tiếp tục đá chính ở trận đấu này. Thật sự thì quãng thời gian nghỉ chỉ 2 ngày rất khó cho những cầu thủ có thể hồi phục kịp nếu như gặp phải một chấn thương, dù là chấn thương nhẹ thôi. Và ngày hôm nay thì với việc Lý Công Hoàng Anh không xuất hiện trong đội xuất phát cũng là một điều hợp lý. Giải đấu còn rất dài, chúng ta đã có trận ra quân thuận lợi, giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ được coi là mạnh nhất ở khu vực bảng A, đó là U23 Indonesia. Và trận đấu này chúng ta sẽ cố gắng có một thế trận và kết quả tốt nữa trước cao thủ U23 Philippines. Thể hình của các cầu thủ U23 Philippines cũng rất ấn tượng. Nếu như ở hai hiệp đấu trong trận đấu đầu tiên gặp U23 Indonesia, U23 Việt Nam đã có những cách tiếp cận khác nhau, thì ở những phút vừa qua của trận đấu thứ hai gặp U23 Philippines cũng lại có một nét mới trong những phương án tấn công của đội bóng đỏ. Hiệp một trận đấu gặp Indonesia chúng ta chơi tương đối nhiều ở hai biên, kể cả những quả tạt cũng như những tình huống cố gắng đột phá. Đường chuyền khá nguy hiểm và tiếp cận là của Bilic. Đó là tình huống mà chắc chắn là vị trí của các trung vệ bên phía U23 Việt Nam sẽ cần phải lưu ý hơn, cần phải bám sát, có thể nói là chặt chẽ hơn những tình huống di chuyển không bóng của cầu thủ đối phương. Người đứng gần nhất với cầu thủ tấn công là Bùi Hoàng Việt Anh. Chúng ta đang trao đổi về hướng tấn công của U23 Việt Nam qua hai hiệp đấu ở trận đấu đầu tiên. Hiệp 1 của trận Indonesia chúng ta đá biên tương đối nhiều, nhưng ở hiệp 2 của trận đấu thì chúng ta lại chơi với những pha tấn công trực diện với những pha phối hợp ở đoạn ngắn, ở chất lượng có thể nói là rất cao, và chúng ta đã có những bàn thắng mở điểm có thể nói là xuất sắc. Nhưng ở những phút vừa qua của trận đấu gặp Philippines cũng là trực diện, nhưng những đường chuyền trung bình được sử dụng tương đối nhiều. Điều đó sẽ là một cách để có thể tìm kiếm những hy vọng, nhưng rất có thể đó cũng là những đòn nghi binh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chưa chắc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi với những tình huống như vậy, bởi vì trên mặt sân trơn như thế này thì việc đòi hỏi một đường chuyền thật sự chuẩn xác cho cầu thủ tấn công là điều không hề dễ dàng chút nào. Chúng ta có thể thấy ngày hôm nay kể cả U23 Philippines họ cũng có một sự thận trọng nhất định. Chắc chắn là Philippines cũng đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu đầu tiên. Ngày hôm nay thì sơ đồ ra quân của Philippines, họ chơi với một đội hình phòng ngự với sơ đồ 5-4-1. Một sơ đồ rất khác với trận đấu ra quân mà U23 Philippines thắng đậm cao thủ Timor-Leste với tỷ số 4-0. Ngày hôm nay có lẽ một trận hòa đối với các cầu thủ U23 Philippines cũng đã là thành công trước một đội chủ nhà được đánh giá rất mạnh. Ba trung vệ của U23 Philippines có thể hình rất ấn tượng. Số 5 Fernandez, số 18 đó là Mararong, đều là những cầu thủ rất cao to, và cả số 14 Domingo nữa. Đây là những cầu thủ đều có thể hình xấp xỉ và trên 1m80. Vẫn còn Hùng Dũng rất hay, đón tay Nguyễn Anh không vào và phối hợp rất con nét. Chúng ta vừa nói đến những tình huống phối hợp nhóm anh Tùng ạ, thì ngay lập tức đội tuyển U23 Việt Nam có những pha đập nhà rất hay ở khu vực trung lộ. Vừa rồi là cơ hội rất ngon ăn của Huỳnh Công Đến. Thực sự là pha nhả bóng ngược về tuyến hai của Tuấn Tài là pha nhả bóng làm tôi cực kỳ ấn tượng anh Tùng ạ. Chắc chắn là như vậy rồi. Bóng được khởi đi từ bên phía cánh phải với Lê Văn Đô. Nó trôi đến chân của Hùng Dũng trước khi người đội trưởng của U23 Việt Nam thực hiện một quả bấm bóng điểm rơi rất đẹp cho Phan Tuấn Tài băng lên. Và thực sự là cú nhả bóng vừa rồi của Tuấn Tài đem đến một cơ hội quá lớn, nhưng đáng tiếc là trong cú dứt điểm thứ hai liên tiếp của Huỳnh Công Đến trong trận đấu này lại là một pha đập lòng có thể nói là hơi xuống phía dưới trái bóng một chút. Đáng tiếc là chúng ta không thể có được bàn thắng sau một pha phối hợp đẹp đến như vậy. Rất đáng tiếc. Rất nhiều người nghĩ rằng là Tuấn Tài sẽ có một tình huống căng ngang vào phía trong, nhưng bất ngờ lại là một tình huống nhả ngược về tuyến 2. Thực sự đó là một pha bóng hay của đội tuyển U23 Việt Nam. Như vậy là sau khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu, chúng ta là những người làm chủ tình thế trên sân, giữ bóng nhiều, có những phương án nghi binh ban đầu thẳng vào trung lộ với những đường chuyền ở tầm trung bình. Nhưng thực tế như pha bóng vừa rồi chúng ta đã thấy rằng là hoàn toàn có thể bắt đầu những đợt tấn công từ biên, nhưng bóng sẽ được đưa vào ở tầm hợp lý hơn ở những pha phối hợp ở đoạn ngắn hơn. Nhưng đó chính là cách chơi có dấu hiệu của sự sở trường của U23 Việt Nam. Một lần nữa chúng ta lại thấy rằng mặt sân này sẽ đòi hỏi những pha chuyền bóng phải ở mức độ chuẩn mực cao hơn nữa của các tiền vệ. Và vừa rồi là đường chuyền có phần hơi mạnh một chút của Hoàng Đức. Thật ra nếu như mặt sân khô hơn, đẹp hơn thì với những đường chuyền như vừa rồi sẽ là rất vừa tầm cho các cầu thủ chúng ta. Nhưng ngày hôm nay thì qua có thể thấy là mưa khá to vẫn đang diễn ra trên mặt sân Việt Trì Phú Thọ. Đó chính là một trong những cản trở khá lớn cho những đội bóng chơi tấn công như là U23 Việt Nam. Ngày hôm nay thì rõ ràng là U23 Philippines đang chơi phòng ngự trước chúng ta. Và với việc chơi phòng ngự, mặt sân trơn và mưa như thế này thì họ sẽ có lợi hơn rất nhiều. Bùi Hoàng Việt Anh. Lúc này thì cao thủ trên hàng công của U23 Philippines vẫn chưa gây được khó khăn nào cho thủ thành Văn Toản cả. Cũng dễ hiểu thôi, ngày hôm nay họ thiếu đi nhạc trưởng Stefan Strupp, một cầu thủ chơi cực hay trong trận đấu đầu tiên. Strupp có lẽ đang gặp phải một chấn thương nặng trong trận đấu mà cao thủ Philippines giành chiến thắng trước Timor-Leste với tỷ số 4-0. Đó chính là pha bóng mà Strupp đã kiến tạo cho Chung Sarajan nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ U23 Philippines. Một pha bóng mà Strupp đã bị đá từ phía sau. Nhưng Mạnh Dũng cú sau. Người vừa phạm lỗi là Rotini. Đứng trước quả phạt là đội trưởng Hùng Dũng. Đánh đầu. Cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng. Sau giờ nghỉ trận đấu gặp Indonesia, Nhâm Mạnh Dũng vào sân để thay cho Văn Tùng và không cần quá nhiều thời gian để bắt nhịp. Cầu thủ của câu lạc bộ Viettel đã có tình huống thoát đi sau đường chuyền của Levando, để rồi sau đó thực hiện một đường chuyền đủ tốt giúp Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số. Một bàn thắng rất quan trọng, cởi bỏ tâm lý cho U23 Việt Nam và mở ra một chiến thắng đẹp. Tầm vóc của những cầu thủ như Nhâm Mạnh Dũng hoàn toàn có lợi cho lối chơi tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam ở những tình huống bóng bổng. Nhưng như chúng ta đã vừa nhắc tới, Nhâm Mạnh Dũng hoàn toàn có thể đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội, không chỉ với những tình huống bóng bổng. Có lẽ Nhâm Mạnh Dũng chính là một những cái tên mà huấn luyện Park Hang-seo gây rất nhiều bất ngờ, không chỉ đối với đối phương mà có lẽ bất ngờ với cả những fan mộ của bóng đá Việt Nam nữa. Ngay cả những người làm chuyên môn cũng không nhiều người nghĩ rằng ở giải đấu này Nhâm Mạnh Dũng có thể xuất phát với vị trí tiền đạo. Nhưng có lẽ với huấn luyện Park Hang-seo là vậy, ông luôn tạo ra những bất ngờ thú vị, và những bất ngờ mà ông tạo ra luôn đem lại thành công cho các cấp đội tuyển của Việt Nam. Thanh Bình. Bùi Hoàng Việt Anh. Hôm nay về mặt ra quân, những cầu thủ trong đội hình của Philippines thì đương nhiên là họ thiệt thòi hơn so với cao thủ U23 Việt Nam. Thì chỉ có một cầu thủ duy nhất nằm ngoài độ tuổi U23, đó chính là tiền đạo Burdick. Với việc ngày hôm nay Stefan Strupp chỉ có tên trong danh sách dự bị thì có lẽ là cũng rất khó để cầu thủ này ra quân trong trận đấu này. Vì nếu như Stefan Strupp không gặp vấn đề gì về thể trạng thì chắc chắn anh sẽ đá chính. Saludares. Hai tình huống phòng ngự chính xác của Levando. Trong trận đấu đầu tiên của Philippines thì số 10 Bias Saludares cũng là một cầu thủ thi đấu cực kỳ nổi bật. Cùng với người thi đấu lệch cánh với mình đó là Chung Sarajan. Hai cầu thủ này có thể hình không quá cao to nhưng kỹ thuật và tốc độ thì lại rất khéo léo. Sức nhanh của Diaz Saludares và Dennis Chumsaraza đã làm khổ hàng thủ của Timor-Leste. Và trận đấu đó thực tế nếu như may mắn hơn thì cao thủ U23 Philippines không chỉ dừng lại ở tỷ số 4-0. Một trận đấu, một lễ hội thực sự trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Philippines đang chơi với một hàng thủ có 3 trung vệ và có sự hỗ trợ của 2 cầu thủ chạy biên nữa. Như nói thì thể hình của cao thủ hàng phòng ngự của Philippines là rất ấn tượng. Có vẻ như càng ngày mưa càng to. Điều này chắc chắn là sẽ gây nhiều bất lợi cho lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam. Với mặt sân chơi như thế này thì để kiểm soát trái bóng không phải là điều đơn giản. Đặc biệt là khi đội hình của đội tuyển U23 Philippines đang chơi rất thấp. Đúng là Tuấn Tài là một phát hiện rất thú vị cùng với Nhâm Mạnh Dũng tại giải đấu năm nay. Và hai cầu thủ này cho tới lúc này đang chơi tốt. Salong dứt điểm từ xa. Đương nhiên là với những tình huống dứt điểm như vừa rồi thì không thể gây khó cho Văn Toản được. Hôm nay nhiệm vụ của cao thủ chạy cánh của các cầu thủ U23 Philippines sẽ là rất nặng nề. Họ sẽ phải hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự nữa, đặc biệt là phòng ngự. Cầu thủ phạm lỗi là Chumsaraza. Nhìn vào số lần phạm lỗi tính cho tới thời điểm này có thể thấy là Philippines chơi quyết tâm tới như thế nào. Nhưng có đôi chút khác với cao thủ U23 Indonesia thì những tình huống phạm lỗi của cao thủ U23 Philippines mang nhiều dấu ấn chiến thuật hơn là những tình huống mang tính chất là triệt hạ đối phương. Nhưng đúng là khi phải đối mặt với một đội bóng chủ nhà có chất lượng như U23 Việt Nam thì các đối thủ ở bảng A sẽ luôn lựa chọn cách chơi kiểu như vậy. Đó sẽ là một lối chơi có sự quyết liệt, có sự đeo bám và tranh cướp tích cực ngay ở khu vực giữa sân, không hạn chế phạm lỗi. Khác nhau chút ít đó là dấu ấn chiến thuật như anh Quốc Hưng vừa đặt vấn đề. Các cầu thủ Indonesia đôi khi để cho tâm lý căng thẳng đeo bám những pha chơi bóng của mình và những tình huống tranh chấp của họ luôn có xu hướng hơi bạo lực. Họ quên mất rằng là họ vẫn cần phải chơi bóng. Và khi mà thể lực của họ trong hiệp thi đấu thứ hai không còn được ở mức độ tốt thì những sai sót của họ bộc lộ nhiều hơn. Và khi họ bị thủng lưới thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều. Với cầu thủ Philippines thì cho đến lúc này chúng ta cảm nhận rằng là họ vẫn đang duy trì được sự kiểm soát. Và chúng ta cũng hiểu được rằng đây mới chỉ là phút thứ 24 của trận đấu, tức là mới có một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua mà thôi. Trận đấu vẫn còn rất dài phía trước. Vấn đề là cầu thủ Philippines duy trì được sự tập trung cũng như nền tảng thể lực của họ có đủ tốt như vậy không để đối chọi lại với U23 Việt Nam. Và thường thì những đội bóng mạnh bao giờ cũng sẽ có những thời điểm để tăng tốc hợp lý hơn. Chúng ta đã tăng tốc tốt ở đầu hiệp thi đấu thứ hai và có được điều mình cần. Và điều đó hoàn toàn có thể sẽ lại một lần nữa lặp lại trong một trận đấu mà đối phương thì đang tổ chức phòng ngự rất dày đặc và hết sức tập trung như lúc này. Ngày hôm nay thì đội tuyển chúng ta có khá nhiều những sự cản trở. Có thể thấy là trời thì mưa rất to. Và đương nhiên là U23 Philippines đã chủ động chơi với một đội hình phòng ngự với số đông. Họ chơi với sơ đồ là 5-4-1. Nhưng có thể thấy là Philippines trong trận đấu này họ cũng chơi khá chủ động. Đôi lúc thì đội hình Philippines cũng đã dâng cao để chơi pressing khu vực. Ta có thể thấy vừa rồi thì đội hình của U23 Philippines cũng chơi ở một tầm khá cao. Đây sẽ là cơ hội. Và phá bóng hỏng của cao thủ U23 Philippines, nhắm mạnh trúng, dứt điểm. Bóng đã đi đúng tầm cái chân trái của tiền đạo bên phía U23 Việt Nam. Rất đáng tiếc là pha vuốt bóng vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng, bóng đi không trúng đích. Đầu tiên là pha phá bóng lỗi của trung vệ Domingo bên phía U23 Philippines. Không phải không có những cơ hội dành cho đội tuyển U23 Việt Nam, chúng ta cần thêm một chút chính xác nữa. Với những thế trận như thế này thì những tình huống mở điểm sẽ là cơ hội để cho chúng ta đấu khó khăn, những trận đấu mà đối phương chủ động phòng ngự như thế này. Ba cú sút cho đến lúc này của U23 Việt Nam đều là những tình huống dứt điểm vọt sang ngang. Hai của Huỳnh Công Đến và một của Nhâm Mạnh Dũng. Bật tường xuống biên rất đẹp, quả tạt của Nhâm Mạnh Dũng. Hơi mạnh một chút nhưng bóng vẫn trong cuộc, không được. Người dâng lên bên phía cánh phải như thường lệ là Levando. Rồi nữa thì mặt sân trơn lại khiến chúng ta mất đi một cơ hội tấn công. Nếu như mặt sân không trơn thì chắc chắn Levando sẽ có được một tình huống bóng hai. Việt Nam vẫn chiếm thời lượng kiểm soát bóng rất lớn ở trong hiệp đấu đầu tiên với 70%. Hoàng Đức, cú xoay người có thể nói là điển hình của Hoàng Đức trong trận đấu gặp Indonesia. Dù bị theo bởi rất nhiều những cầu thủ của tuyến giữa Indonesia, nhưng Hoàng Đức vẫn làm chủ trong hầu hết các pha bóng bằng lối chơi có thể nói là rất riêng biệt của mình, rất điềm tĩnh và đậm chất kỹ thuật. Đường chuyền của Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng. Phan Tuấn Tài, Hùng Dũng. Cú bấm bóng của Hùng Dũng đã có lỗi kéo người. Tiến Linh đã bị kéo ở trước vòng cấm địa của U23 Philippines. Thẻ vàng vừa được rút ra dành cho cầu thủ đã phạm lỗi. Rất nhiều những phương án được U23 Việt Nam đưa ra, và vừa rồi tiếp tục lại là một pha bóng đánh trực diện anh Tùng ạ. Rất lợi hại. Lần này thì cú bấm bóng điểm rơi của Hùng Dũng đã phần nào đó tìm được cảm giác tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là hàng thủ của Philippines đã buộc phải đưa ra giải pháp có thể nói là vô cùng kịp thời. Đó là phạm lỗi ngoài vòng cấm. Người đã phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng trong tình huống rồi là trung vệ Enrique Linares. Góc sút của quả đá phạt này là rất rộng. Cơ hội đủ lớn để U23 Việt Nam có một hy vọng. Hoàng Đức và Levando là những người đang đứng trước bóng. Ở góc sút này rất có thể người sút phạt sẽ là Vando. Vando không vào. Quá đáng tiếc cho cao thủ U23 Việt Nam. Thủ thành Mochon đã đứng im rồi. Không có bất kỳ một phản xạ nào đối với thủ thành mã số 1 bên phía U23 Philippines trong pha bóng vừa rồi cả. Ở các cấp độ đội trẻ cũng như là ở đội hạng nhất Phố Hiến thì Levando cũng là một chân sút phạt cực ấn tượng. Có thể khẳng định đây là một pha đá phạt rất chất lượng của Levando. Anh chỉ thiếu đi một chút may mắn thôi. Bóng đi sát sát cột dọc mà không có một chút phản xạ nào của thủ thành Mochon cả. Cơ hội đã đến rất gần với chúng ta rồi. Cần phải có thêm những sức ép nữa. Đúng là vào lúc này khi trận đấu đang chuẩn bị bước sang phút thứ 30 của hiệp 1, U23 Việt Nam cần phải đẩy tốc độ của trận đấu lên cao hơn, áp lực phải được tăng cường. Đã có sự xuất hiện những bối rối nhất định trong cách chơi phòng ngự của U23 Philippines. Và thực lực trên sân như thế nào thì chúng ta cũng đã thấy. Rõ ràng là U23 Việt Nam ở thế trên chân và chúng ta cần phải khẳng định sự hơn hẳn của mình bằng những pha phối hợp chất lượng, hay nói đơn giản hơn là tận dụng được những thời cơ. Thanh Bình, Hoàng Đức, Tiến Long, nhưng Mạnh Dũng lùi về rất sâu để hỗ trợ. Huỳnh Công đến. Đường chuyền đáp không về việt vị. Tiếng còi đã cất lên. Người ở vào thế việt vị là Nhâm Mạnh Dũng. Phút thứ 31, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines, trận đấu trong khuôn khổ bảng A của môn bóng đá nam SEA Games 31. Đây là loạt trận thi đấu thứ hai và kết quả vẫn đang là 0-0, cho dù vào lúc này thì đội tuyển U23 Việt Nam đã có rất nhiều những cơ hội để có thể mở tỷ số trong trận đấu này. Chỉ thiếu đi một chút chính xác nữa thôi trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Nếu như chúng ta có được tỷ số sớm ở những trận đấu như thế này thì thế trận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chắc chắn là các cầu thủ U23 Philippines sẽ không thể phòng thủ được nữa, và khi đội hình của họ dâng cao thì chúng ta sẽ có thêm những cơ hội. Cơ hội đã đến rất gần rồi, và ai sẽ là người cởi bỏ nút thắt này đây? Đây sẽ là Khôi. Người cắt bóng là Linares. Bùi Long Việt Anh. Ý tưởng là không tồi với cú móc bóng vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng. Tiếp tục là các cầu thủ U23 Việt Nam kiểm soát trái bóng. Tiến Linh. Lại là phạm lỗi. Thêm một thẻ vàng nữa. Jaime Domingo là cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng. Như vậy là 2 trong số 3 trung vệ của cao thủ U23 Philippines đã phải nhận thẻ vàng. Chỉ còn duy nhất Mangaron là cầu thủ trung vệ chưa phải nhận thẻ bên phía U23 Philippines thôi. Một trận đấu mà Nhâm Mạnh Dũng và Tiến Linh đang gây rất nhiều khó khăn cho 3 trung vệ của đội khách. Rất có thể tiếp tục sẽ là Levando thực hiện tình huống đá phạt này. Thực tế thì chất lượng những tình huống đá phạt của Levando là rất cao. Hy vọng rằng ở pha đá phạt này thì anh sẽ chính xác hơn một chút nữa thôi. Thủ thành Julian Bochon đã gặp may mắn ở pha đá phạt đầu tiên của Levando. Vẫn là Vando. Lần này thì bóng đi vọt xà ngang. Lực đi trong những tình huống đá phạt của Levando là khá tốt, nhưng vẫn thiếu đi những sự chính xác nhất định. Thực tế thì khi cả chúng ta có Quang Hải ở trên sân thì những góc sút như vừa rồi cũng không thật sự hợp lý cho cái chân trái của Nguyễn Quang Hải. Nhưng thực sự nếu như bóng lệch ở phía bên tay phải cầu môn của đối phương thì sẽ là một trong những tình huống cú đá phạt bằng chân trái cực kỳ lợi hại. Huỳnh Công đến. Bùi Hoàng Việt Anh. Levando. Công đến. Vando. Hùng Dũng. Tiến Linh. Áp lực có thể nói là rất lớn, đánh thẳng vào hàng phòng ngự của U23 Philippines. Nhâm Mạnh Dũng. Vando. Tiến Linh. Hùng Dũng. Hơi chậm một chút. Hoàng Đức. Bùi Hoàng Việt Anh có mặt ở một vị trí rất cao, và đó rõ ràng là một pha xử lý đòi hỏi khả năng xoay sở thực sự là không hề dễ đối với một trung vệ. Hùng Dũng. đưa bóng vào ở tầm thấp. Sức ép liên tục, áp lực là rất lớn. Có vẻ như bàn thắng mở tỷ số đã ở đâu đó rất gần với đội tuyển U23 Việt Nam. Hùng Dũng. Và xử lý thoát pressing hay của Bayis. Ngày hôm nay thì Burdick phải đối đầu với một hàng phòng ngự có chất lượng rất khác so với hàng phòng ngự của Timor-Leste. Đương nhiên là như vậy rồi. Không có thời gian cũng như bất kỳ một không gian nào nhỏ nhất dành cho tiền đạo của U23 Philippines trong trận đấu này cả. Công đến Thanh Bình. Hoàng Đức. Tuấn Tài. Pha bứt phá không đủ tốt của Phan Tuấn Tài. Tiến Long vừa tranh chấp với Trung Salazar. Và đó là pha bóng mà sau khi bóng đã trôi đi thì cầu thủ của U23 Philippines đã có động tác thừa. Huỳnh Công đến. Tiếp tục là đường chuyền của Công đến. Nhắm mạnh xuống. Huỳnh Công đến. Hùng Dũng. Hoàng Đức. Lê Văn Đô. Đưa bóng vào ở tầm quá thấp. Tiến Linh. Bùi Hoàng Việt Anh cũng dấn sân có thể nói là rất sâu khi mà đối phương đã phòng ngự với đội hình dày đặc như vậy, thì việc một trong các trung vệ cũng dâng cao như một tiền vệ là điều hoàn toàn hợp lý. Trước đây thì cũng rất nhiều người nói rằng với việc đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì sẽ thường gặp khó khăn với những đội chủ động chơi phòng ngự thấp. Thực tế chúng ta cần phải có được một bàn thắng mang tính chất giải tỏa. Có thể trong hiệp đấu thứ hai thì U23 Philippines sẽ xuống sức và đó sẽ là cơ hội để cho chúng ta có được những tình huống tấn công tốt hơn, những pha phối hợp tốt hơn. Tiến Linh rất thoáng. Lê Văn Đô. Đột phá của Lê Văn Đô. Tuyến hay. Hoàng Đức dứt điểm không vào. Bóng đã vào đúng cái tầm chân trái của Hoàng Đức rồi. Pha cứa lòng bóng đi vọt xa ngang của tiền vệ bên phía U23 Việt Nam. Lực đi của trái bóng là khá tốt. Nhưng tiếp tục lại là một pha dứt điểm bóng đi vọt xa ngang nữa của các cầu thủ U23 Việt Nam. Những trận đấu tại khu vực bảng A có tỷ số nhiều hơn so với những trận đấu tại khu vực bảng B. Và hôm nay thì rõ ràng là những trận đấu tại bảng B đem lại khá nhiều những bất ngờ. Bất ngờ ở trận đấu Lào đã cầm hòa 2-2 với cao thủ Singapore, mà thực tế đó là trận đấu mà U23 Singapore đã phải cầm hòa 2-2 trước cao thủ U23 Lào khi họ bị dẫn trước với tỷ số là 0-2. Bất ngờ hơn nữa ở trận đấu thứ hai ở khu vực bảng B thì Thái Lan khi đã dẫn bàn trước U23 Malaysia thì họ đã bị lội ngược dòng Tất nhiên đó là một trận đấu mà các cầu thủ U23 Thái Lan bị thẻ đỏ từ rất sớm. Ở loạt thi đấu thứ hai tại bảng A này thì suýt chút nữa cũng đã có một bất ngờ diễn ra. Rất may là cầu thủ Myanmar đã có bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng để giành thắng lợi 3-2 trước cầu thủ Timor Leste. Phút 41 của hiệp 1 và trời vẫn đang đổ mưa rất to. Thời tiết tại sân Việt Trì Phú Thọ vào thời điểm hiện tại, vào mấy ngày gần đây, trời đổ mưa rất nhiều, rất khác với những gì đang diễn ra tại sân vận động Thiên Trường ở Nam Định. Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng, Domingo đang theo rất sát Nhâm Mạnh Dũng. Hoàng Đức vẫn là cao thủ Việt Nam, rất thoáng cánh phải là Lê Văn Đô, tạt bóng vẫn còn nỗ lực của Lê Văn Đô. Tình huống pressing nghe thở của các cầu thủ Việt Nam không cho U23 Philippines có thể triển khai bóng. Ném biên dành cho U23 Philippines, một pha phòng ngự tốt của Oliver Bias. Huỳnh Công Đến, không có lỗi của cầu thủ đối phương. Đó không phải là một pha phối hợp tốt. Bedic đã không được đồng đội hỗ trợ vào một đường chuyền hợp lý. Người đã chuyền bóng lỗi là Saludares. Đây đã là những phút cuối của hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Philippines trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam của SEA Games 31. Tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là không đều. Dù phần lớn những gì trong quãng thời gian đã qua của trận đấu thuộc về đội tuyển U23 Việt Nam thì bàn thắng mà tỷ số vẫn chưa tới với đội chủ nhà áo đỏ. Hùng Dũng là người băng lên, rất khôn khéo. Nhâm Mạnh Dũng, pha đấm bóng của Camerat. Vẫn là cầu thủ U23 Việt Nam. Lê Văn Đô đột phá, động tác không đủ gọn. Người đã cản phá thành công là Solong. Khi mặt sân trơn thì không chỉ những tình huống chuyền bóng phải có chất lượng mà ngay cả những tình huống đi bóng cũng rất khó khăn. Hoàng Đức đá phạt góc hơi thấp. Có thể thấy là thể hình của cao thủ phòng ngự bên phía U23 Philippines cũng rất ấn tượng. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là đội tuyển của U23 Việt Nam có rất nhiều những tình huống đưa bóng vào ở tầm thấp. Đó có lẽ chính là một ý đồ chiến thuật rất rõ ràng của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu này. Ba trung vệ của U23 Philippines có thể hình cực ấn tượng, mà ngay cả những cầu thủ đá cánh nữa, như là trường hợp của số 2 Solong. Nhưng nếu như muốn thực hiện những đường chuyền ở tầm thấp thì chắc chắn là lực phải đủ căng cũng như độ chuẩn xác phải ở mức độ tốt nhất. Đồng thời phải có pha di chuyển không bóng ở phía trong phù hợp thì chúng ta mới có thể tạo ra được áp lực lớn. Độ chính xác của những pha phối hợp như vậy luôn phải ở mức độ tối ưu. Đã có lỗi việt vị của Phan Tuấn Tài. Chắc chắn là sẽ cần những tình huống phối hợp như là bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu gặp U23 Indonesia. Một pha phối hợp có lẽ là rất chính xác của cao thủ U23 Việt Nam, không có một chút thừa nào cả trong tình huống mà Lê Văn Đô chuyền bóng vào nách trung lộ cho Nhâm Mạnh Dũng và tình huống căng ngang của Nhâm Mạnh Dũng nữa. Tất cả đều phải hết sức đồng bộ. Tình huống tăng tốc của các cầu thủ chạy biên luôn là một trong những chìa khóa cho lối chơi, và U23 Việt Nam đã làm được điều đó trong rất nhiều lần ở trận đấu gặp Indonesia cũng như phần nào đó ở trận đấu này. Nhưng dường như thời điểm để thực hiện miếng phối hợp đó chưa phải là lúc này. 1 phút đã bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số vẫn đang là không đều và rất nhiều khả năng sau khi hiệp 1 kết thúc chúng ta vẫn chưa có được bàn thắng mở điểm. Bùi Hoàng Việt Anh, Hoàng Đức, Công Đến, Lê Văn Đô không được. Có lẽ đây sẽ là tình huống cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên này. Thời gian bù giờ của hiệp 1 chỉ còn được tính bằng giây thôi. Lúc này thì trong tay Ferastawi cũng đã nhìn đồng hồ rồi. Vâng, tiếng còi kết thúc của hiệp thi đấu đầu tiên cũng đã vang lên. Tỷ số là không đều của Công Đến, của Nhâm Mạnh Dũng và cả những tình huống đá phạt của Lê Văn Đô nữa. Chỉ thiếu đi một chút những độ chính xác thôi. Như vậy là sẽ có những sự thay đổi người của đội tuyển U23 Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai. Những cầu thủ vào sân sẽ là Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. Cầu thủ rời sân đó là Phan Tuấn Tài. Lý Công Hoàng Anh vào sân để thay cho Huỳnh Công Đến. Đó là những sự thay đổi người đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu này. Liệu rằng những sự thay đổi người của chúng ta có đem lại những thành quả như những gì chúng ta làm được ở loạt trận thi đấu đầu tiên hay không? Như đã biết thì ở trong trận đấu đầu tiên gặp U23 Indonesia thì những sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo trong hiệp 2 ngay lập tức phát huy tác dụng khi mà cầu thủ vào sân thay người đó là Nhâm Mạnh Dũng đã tạo ra một khác biệt rất lớn khi anh chính là người kiến tạo cho tiến linh mở tỷ số trận đấu đó, khiến cho lối chơi của chúng ta trở nên dễ dàng hơn rất nhiều trước cao thủ U23 Indonesia. Trong hiệp 1 thì thủ thành Cameron Bichon cũng đã có một pha hú vía trước tình huống đá phạt của Lê Văn Đô. Trong hiệp 1 thì trọng tài Ferastawi cũng đã phải rút ra 2 chiếc thẻ vàng cho 2 trung vệ bên phía U23 Philippines. Đó là thẻ vàng của Domingo và thẻ vàng của Linares Fernandez. Như vậy là hiệp 2 bắt đầu. Trong hiệp đấu thứ hai thì đội khách U23 Philippines là đội giao bóng mà áo trắng và ở bên phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Hy vọng rằng những sự thay đổi người trong hiệp đấu thứ hai sẽ đem lại ngay lập tức những tác dụng cho đội tuyển của chúng ta. Lúc này thì Lý Công Hoàng Anh và Lê Văn Xuân đã vào sân. 2 cầu thủ rời sân đó là Phan Tuấn Tài và Huỳnh Công Đến. Trên sân Việt Trì ở Phú Thọ vào lúc này cơn mưa cũng đã ngớt, mặt sân có vẻ như cũng đã khô hơn và điều này có lẽ sẽ giúp cho lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam phát huy được nhiều tính hiệu quả hơn. Trong hiệp 1 của trận đấu thì chúng ta cũng phần nào cảm nhận được sự khó khăn ở những đường chuyền của các cầu thủ áo đỏ khi đối mặt với điều kiện sân trơn. Trong hiệp 1 của trận đấu thì U23 Việt Nam lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ. Chúng ta giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, sút cũng nhiều hơn. Nhưng độ chuẩn xác ở những pha bóng cuối cùng là chưa ở mức độ tốt nhất. Không có quá nhiều những pha dứt điểm trúng đích. Và vì vậy mà chúng ta cũng chưa thể có được bàn thắng mở tỷ số. Trung Saraza. Trận đấu vẫn tiếp tục, không có lỗi của cao thủ Việt Nam. Verdict đang rất đau. Điều đó đây là một trận đấu mà cao thủ trên hàng công của U23 Philippines gần như không thể chơi bóng. Đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Đôi khi họ còn phải lùi sâu về để hỗ trợ cho các cầu thủ phòng ngự. Đây là pha bóng dẫn tới chấn thương của Verdict. Đúng là Thanh Bình đã không có lỗi ở trong tiếng vừa rồi. Và Verdict thì cũng đã đứng dậy. Verdict, Rotini, Chumsaraza và Kenoken chính là những cầu thủ đã ghi bàn cho U23 Philippines ở trận đấu đầu tiên ở khu vực bảng A cũng như là bảng B. Thì chưa có bất kỳ một cầu thủ nào ghi được quá một bàn thắng cả. Những gì mà cao thủ U23 Thái Lan thể hiện trong trận đấu gặp Malaysia thì chúng ta có thể thấy đây cũng là một đội bóng không đến nỗi quá đáng ngại. Đó là sự thật. Ngay cả khi cao thủ Thái Lan đủ người chơi với cao thủ U23 Malaysia thì Malaysia cũng có những đợt tấn công và thế trận tương đối ngang ngửa. Qua một trận đấu thì có lẽ chưa thể nhận xét hết được những điểm mạnh cũng như điểm yếu của đối phương, nhưng chúng ta cũng phần nào nhìn được sức mạnh của Thái Lan. Đây là Lê Văn Xuân. Tiếp tục là pha hỗ trợ tấn công, hỗ trợ cho phòng ngự của Bias. Tiến lên. Phạt góc cho cao thủ U23 Việt Nam. Xu hướng đâm vào khu trung lộ đối phương của Hùng Dũng luôn đem lại nhiều tính uy lực cho U23 Việt Nam. Và điều đáng nói là kể từ trận đấu trước, sự kết nối Hùng Dũng và Tiến Linh ở một chất lượng rất cao. Nếu như không phải là những tình huống thoát đi của Tiến Linh thì sẽ là những cú nhả bóng cho Hùng Dũng lập công. Sẽ tiếp tục có một quả phạt góc nữa cho U23 Việt Nam. Thực tế thì các cầu thủ của Philippines vẫn đang tổ chức phòng ngự bóng bổng rất ổn. Trong hiệp 1 thì rất nhiều lần các cầu thủ chúng ta đã đưa bóng vào khu vực cấm địa bên phía Philippines bằng những tình huống đưa bóng tầm thấp. Không tới được vị trí của Nhậm Mạnh Dũng trong pha bóng vừa rồi, rất đáng tiếc. Đường chuyền của Lê Văn Xuân rất chuẩn xác. Lê Văn Đô. Pha hứng ngực của Lê Văn Đô hơi thiếu một chút êm ái. Cũng giống như trong trận đấu gặp Indonesia ở đầu hiệp 2 là những tình huống áp lực gần như ngay lập tức mà U23 Việt Nam có thể tạo ra được trước khung thành đối phương. Liên tiếp những quả phạt góc. Một lần nữa lại là Lê Văn Đô. Tiến Linh. Văn Xuân. Hoàng Đức. Đánh đầu! Cú đánh đầu của Thanh Bình. Bóng trúng đích nhưng nó đi đúng vị trí của thủ môn Camerat và thực sự là còn quá nhẹ. Hùng Dũng. Đây là Hoàng Đức. Đường chuyền tốt. Tiến Linh. Đã khá nhiều lần trong trận đấu này, những tình huống khống chế của cầu thủ ở phía trên của U23 Việt Nam thiếu một chút gọn gàng để có thể làm chủ được tình huống tiếp theo. Chúng ta cùng xem lại cơ hội của Thanh Bình. Cùng nhảy lên với Thanh Bình là Nhâm Mạnh Dũng. Với pha bóng vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được sự lợi hại của những hậu vệ có tầm góc trên 1m80 của U23 Việt Nam. Và cùng với đó là khả năng tổ chức tốt của những tiền vệ hàng đầu như Nhâm Mạnh Dũng hay Hoàng Đức. Thanh Bình. Mặt sân lúc này có vẻ như đang rất đẹp và sẽ có lợi cho những tình huống lên bóng của chúng ta hơn. Hoàng Anh. Tiến Linh. Tiến Linh rất thoáng bên bên cánh trái. Levanto. Dứt điểm. Vẫn chưa thể chiến thắng được thủ thành Camaras Bochon bên phía U23 Philippines. Trên mưa sân trơn thì những cú sút như vừa rồi cũng đem lại khá nhiều những nguy hiểm cho các thủ môn. Nhưng có lẽ là cú sút vừa rồi là chưa đủ hiểm để khiến thủ thành Camaras Bochon có thể gặp nhiều khó khăn. Lúc này thì tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta vẫn trên 70%. Như đã nói, nếu như giành được một trận hòa trong trận đấu này thì cũng đã là một thành công đối với cầu thủ Philippines rồi. Và chắc chắn đó là mục tiêu mà U23 Philippines đang hướng tới. Như đã nói thì bóng đá nam Philippines chưa hề một lần lọt vào top nhận huy chương ở các kỳ SEA Games trước đây. Trong khi đó thì bóng đá nữ Philippines đã một lần giành được tấm huy chương đồng vào năm 1985 ở hai kỳ SEA Games gần nhất. Ở môn bóng đá nữ, Philippines đều có sự góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất. Chung Salazar. Bóng đã chạm tay của Hoàng Đức trong pha bóng vừa rồi. Nếu như lần gặp nhau đầu tiên của bóng đá nam Việt Nam và bóng đá nam Philippines ở SEA Games là trận hòa 2-2 trên đất Philippines vào năm 1991. Thì lần gần đây nhất hai đội giáp mặt ở SEA Games là tại SEA Games năm 2017 trên đất Malaysia, và đó là trận thắng 4-0 của đội tuyển U23 Việt Nam. Cú đánh đầu giải nguy của Thanh Bình. Trong một trận đấu mà chúng ta đang chủ động chơi ép sân, chúng ta cũng phải hết sức cẩn trọng những tình huống lên bóng dù chỉ là ít ỏi thôi của các cầu thủ U23 Philippines. Dù sao thì chất lượng đội hình của Philippines được đánh giá là cũng khá ấn tượng. Thậm chí vào lúc này cá nhân tôi còn đánh giá những cầu thủ có mặt trong đội hình của Philippines không thua kém một chút nào so với các cầu thủ Indonesia cả. Thậm chí với lối chơi biết người, biết mình và tập trung vào đá bóng nhiều hơn thì lúc này có cảm giác như lối chơi của U23 Philippines còn gây khó chịu hơn đối với các cầu thủ U23 Indonesia. Về năng lực tổ chức để có thể đảm bảo được mục tiêu giữ chân đội tuyển U23 Việt Nam thì ít nhất tính cho đến thời điểm này Philippines đang làm tốt. Có thể là ở phần còn lại của lối chơi, tức là những đường lên bóng tấn công của họ có phần hơi thiếu ấn tượng một chút, nhưng chí ít là họ vẫn đang kiên trì với mục đích là lấy điểm của đội tuyển U23 Việt Nam. Và lúc này thực tế những thẻ vàng của các cầu thủ U23 Philippines không đến từ những tình huống họ ác ý, mà đó là những tình huống mà bắt buộc họ phải phạm lỗi thôi. Verdict. Hoàng Đức. Đường chuyền tốt của Hoàng Đức. Không được, đã có lỗi việt vị của Tiến Linh. Rất nhiều những phương án được các tiền vệ của U23 Việt Nam đưa ra. Pha bóng thực sự là cũng khá nhạy cảm. Nhưng đương nhiên là khi không có công nghệ VAR thì ở những tình huống như vừa rồi, các trọng tài thường sử dụng quyết định an toàn. Tình huống cản phá của Levando. Đang xuất hiện nhiều hơn những tình huống đáp trả từ phía U23 Philippines. Sẽ có thêm một quả phạt góc nữa dành cho cầu thủ áo trắng. Vừa sượt đầu của Bùi Hoàng Việt Anh, cơ hội phản công. Hùng Dũng, khoảng trống trước mặt, phía trong là Lý Công Hoàng Anh. Đây là Lê Văn Xuân, trả ngược, vẫn còn Tiến Linh, chân chạy không vào. Cầu thủ Philippines cũng đã kịp thời lui về. Tốc độ phản công của U23 Việt Nam trong tình huống vừa rồi là đủ tốt, nhưng đối phương cũng đã có được sự dự phòng. Bắt đầu từ đôi chân của Hoàng Đức, một pha khống chế bóng ở khu vực sân nhà, sau đó chuyển trạng thái rất nhanh và Hùng Dũng chính là người đã bứt tốc ở pha bóng thứ hai. Chính anh là người chuyền bóng cho đá băng lên của Lê Văn Xuân. Đánh đâu lại không chính xác rồi. Bùi Hoàng Việt Anh một chút nữa thôi. Chúng ta thiếu đi sự chính xác ở những tình huống dứt điểm cuối cùng đã rất ngon rồi. Cả hai trung vệ của U23 Việt Nam đều đã băng lên và có xu hướng tạo ra những điểm cắt. Thanh Bình ở phía trước và Bùi Hoàng Việt Anh ở phía sau. Số 20 của U23 Việt Nam tiếp được bóng, nhưng điểm cắt đó cũng không đủ độ chuẩn xác để có thể cụ thể hóa một cơ hội. Về mặt nhịp điệu, tốc độ chơi, U23 Việt Nam đã làm có thể nói là rất tốt. Chỉ có điều là ở những khoảnh khắc cuối cùng thì dường như thước ngắm của các cầu thủ đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cần phải có sự tinh chỉnh. Đôi khi trong bóng đá thì tôi nghĩ cần phải có thêm một chút may mắn nữa. Và lên bóng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Lý Công Hoàng Anh, Nhâm Mạnh Dũng, thả bóng rất hay. Lý Công Hoàng Anh, Hoàng Đức, người trả bóng ra biên là Hùng Dũng, nhưng đã có lỗi việt vị của Lê Văn Xuân. Dũng, Hoàng Đức vẫn là chiếc chìa khóa nơi hàng tiền vệ của đội tuyển chúng ta. Hy vọng rằng trận đấu này thì Hùng Dũng cũng như là Hoàng Đức sẽ là những người có thể đưa ra được những quyết định chính xác để giúp chúng ta có tỷ số. Nguyễn Văn Tùng sẽ được tung vào sân. Và người rời sân đó là Nhâm Mạnh Dũng. Thực tế thì đây là một trận đấu không hề dễ dàng đối với các tiền đạo, khi mà Philippines bố trí một đội hình chơi thấp với số đông các cầu thủ phòng ngự. Như nói thì đây là trận đấu mà huấn luyện viên Norman Veterio của Philippines đã bố trí một sơ đồ gồm với 5 cầu thủ phòng ngự. 4 tiền vệ và chỉ có một mình Burdick ở phía trên thôi. Hùng Dũng. Thanh Bình. Lý Công Hoàng Anh. Hùng Dũng. Văn Tùng. Hoàng Đức. Lê Văn Xuân. Bùi Hoàng Việt Anh. Ý tưởng khá hay từ Lý Công Hoàng Anh, quả tạt là của Lê Văn Xuân. Nhưng vừa rồi thì trung vệ số 5 Linares Fernandez cũng đã có một tình huống đánh chặn gây rất nhiều khó khăn cho quả tạt bóng của Lê Văn Xuân. Fernandez và Domingo chính là hai cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng. Philippines có sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân đó là Penaroyes. Điều có phải là một sự bổ sung nơi hàng công của ông Fegidero bên phía Philippines hay không? Cầu thủ rời sân đó là hậu vệ cánh trái mang áo số 2 Jegi Solong. Số 2 Jegi rời sân, cầu thủ mang áo số 13 Jacob vào sân. Trong trận đấu đầu tiên thì hậu vệ trái mang số 2 Jegi Solong không đá chính. Nhưng trận đấu này là một trận đấu mà Philippines cần phòng ngự, thì huấn luyện viên Figueiredo đã có rất nhiều những sự thay đổi người trong đội hình. Levando. Giữa thủ môn Cameras và trung vệ của U23 Philippines đã không có sự hiểu ý nhau. Trận đấu này thì U23 Việt Nam đã sút tương đối nhiều. Những pha bóng thử thách thực sự dành cho Quincy Cameras, người đứng trong khung thành của U23 Philippines, là không đủ lớn. Pha xử lý của Levando. Là tình huống dứt điểm của Burdick, cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của U23 Philippines. Cũng giống như ở hiệp đầu trận đấu gặp Indonesia, U23 Việt Nam đã không có được bàn thắng mở tỷ số trong hiệp thi đấu thứ nhất trận gặp Philippines. Và ở những phút vừa qua của hiệp 2 thì mọi chuyện cũng không hề dễ dàng hơn với U23 Việt Nam. U23 Philippines không hề đơn giản chút nào. Họ rõ ràng là một đội bóng có kỷ luật. Nền tảng thể lực của cầu thủ Philippines có lẽ cũng là ở mức đủ tốt để có thể duy trì được khả năng kiểm soát lối chơi. Tiến Linh băng lên. Vẫn là Tiến Linh. Tình huống hỗ trợ phòng ngự rất tốt của cầu thủ vừa vào sân thay người. Benares đã có một pha đánh chặn tốt trước tình huống đi bóng của Tiến Linh. Lúc này thì Philippines mới chỉ có một sự thay đổi người thôi. Những cầu thủ chơi rất hay trận đấu trước như là Garantes và đội trưởng Stefan Strop vẫn chưa xuất hiện trên sân. Rõ ràng đây là một trận đấu nếu như các cầu thủ U23 Philippines kiếm được một điểm trước Việt Nam thì chặng đường còn lại của họ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhìn vào thực tế những trận đấu đã diễn ra ở bảng đấu này thì rõ ràng Philippines không phải là một đội bóng yếu. Lỗi việt vị của Văn Tùng. Trên ghế dự bị của U23 Việt Nam và lúc này vẫn còn có những ngòi nổ như Hai Long hay sự bứt phá thuộc về Hồ Thanh Minh. Trận đấu đã bước vào nửa cuối của hiệp thi đấu thứ hai. Trong tình thế mà U23 Việt Nam vẫn chưa thể bứt đi. Rất nguy hiểm. Burdick vẫn là người gần nhất chạm bóng bên phía U23 Philippines. Lê Văn Xuân luôn có hơn một nửa đội hình của U23 Philippines bên vào sân nhà mỗi khi họ mất bóng. Một sự cẩn trọng, một sự nghiêm túc trong việc thực hiện ý đồ chiến thuật. Lê Văn Đô quá người. Lúc này thì các cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Philippines vẫn đang bọc lót cho nhau rất tốt. Văn Đô, Hùng Dũng, coi không vào. Vẫn thiếu đi sự chính xác vừa rồi là Tiến Linh. Hùng Dũng và Tiến Linh đã tìm thấy nhau ở pha bóng vừa rồi. Nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo lỗi việt vị của tiền đạo bên phía U23 Việt Nam. Cú gạt bóng trái chân vừa rồi của Tiến Linh thực ra cũng là rất khó để có thể có được một bàn thắng ở góc hẹp. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng cần phải có thêm những pha bóng táo bạo kiểu như vậy. Lê Văn Đô đã có tương đối nhiều những pha thoát đi bên phía góc trái khi trở lại với cánh mà anh đã từng làm nên chuyện ở trận đấu gặp Indonesia. Nhưng chúng ta có cảm nhận được rất rõ là cách đá của Lê Văn Đô lặp đi lặp lại các phương án bó vào trong. Và cách chơi đó dường như đã nằm trong sự tính toán của các hậu vệ Philippines. Với một hàng hậu vệ 5 người ngày hôm nay thì Philippines vẫn đang bọc lót cho nhau tốt. Và họ kiểm soát tốt được hai hành lang biên của các cầu thủ U23 Việt Nam. Chúng ta khó khăn với việc đưa bóng vào nách trung lộ của đội khách ngày hôm nay. Kèm với việc rời mưa và sân trơn nữa cũng là một cản trở không nhỏ cho lối chơi của chúng ta. Hùng Dũng, Văn Tùng, Văn Đô. Và đây sẽ là một tình huống đi bóng. Đây là Văn Tùng. Rất khó và xử lý không tốt của Văn Tùng. Nhìn vào màn trình diễn của các đối thủ như Timor-Leste, Myanmar và cả Indonesia nữa thì rõ ràng ở bảng đấu này vào lúc này U23 Philippines đang có rất nhiều những cơ hội và hy vọng để có thể lọt vào vòng đấu bán kết. nếu như lọt vào bán kết thì đây cũng sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử. Ở các kỳ SEA Games thì bóng đá Philippines có thể vượt qua vòng bảng. Liệu Văn Tùng vào thay cho Nhâm Mạnh Dũng, anh có đặt dấu ấn của mình hay không? Một ngày sau lượt trận thứ hai tại bảng A môn bóng đá nam, các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh. Đó là các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả ở tỉnh Quảng Ninh. Và đội tuyển bóng đá nữ Philippines sẽ có trận đấu ra quân gặp đội tuyển nữ Campuchia. Ở môn bóng đá nữ thì bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ ở cùng bảng với bóng đá nữ Philippines. Và đó đều là những đại diện của khu vực Đông Nam Á giành quyền đi dự World Cup của môn bóng đá nữ. Bóng đá nữ Philippines vào thời điểm này đang có sự góp mặt của rất nhiều những cầu thủ nhập tịch và họ đã có được một sự cải thiện đáng kể về chất lượng chơi. Ở bảng B của môn bóng đá nữ sẽ thi đấu muộn hơn, là bảng đấu có sự góp mặt của Myanmar, Lào, Thái Lan và Singapore. Rất nhiều báo chí khu vực đã dành những lời khen ngợi cho khắp các khán đài của môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Sân Thiên Trường cũng như là sân Việt Trì Phú Thọ luôn như những ngày hội vậy. Sức chứa của sân Việt Trì Phú Thọ thì không thể so sánh được với sân vận động Thiên Trường, khi mà sân bóng ở Nam Định có sức chứa lên tới khoảng 30.000 khán giả. Trong khi đó thì sân Việt Trì Phú Thọ chỉ có sức chứa là khoảng hơn 18.000 khán giả một chút thôi. Có lẽ nếu như ngày hôm nay sân Việt Trì Phú Thọ có sức chứa lớn hơn thì có lẽ cũng sẽ được lấp kín thôi. Hoàng Đức, Hùng Dũng rất cần một tình huống tỏa sáng vào lúc này của các tiền vệ của tiền đạo chúng ta. Dứt điểm từ xa, bóng tiếp tục đi chệch cột dọc. Bất ngờ, pha sút bóng bất ngờ của Tiến Long, bóng đi rất mạnh, lực đi cực kỳ ấn tượng. Thêm một tình huống mà một trung vệ của U23 Việt Nam tràn sang phần sân đối phương để gia tăng sức ép. Cú sút xa vừa rồi là một quyết định táo bạo, một giải pháp cần thiết, nhưng đáng tiếc là sự chính xác vẫn không đi cùng với U23 Việt Nam. U23 Việt Nam có thêm sự thay đổi người. Người rời sân sẽ là Hùng Dũng. Băng đội trưởng được trao lại cho Tiến Linh và người vào thay thế cho Hùng Dũng là Hai Long. U23 Việt Nam cần phải có thêm sự đột biến ở những tình huống đâm thẳng vào trung lộ, vào nách trung lộ, và những cú sút xa của những cầu thủ như Hai Long sẽ là một giải pháp cần thiết cho khoảng 15 phút còn lại của trận đấu. Thực tế thì như đã nói, ngày hôm nay Philippines đang chơi với đội hình với 5 cầu thủ phòng ngự. Và đương nhiên là khi 5 cầu thủ phòng ngự ra ngang thì hướng đánh vào nách trung lộ sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với 4 cầu thủ của phòng ngự bên phía U23 Indonesia. Cự ly đội hình lúc đó của cao thủ Philippines sẽ được đứng ở một vị trí tốt hơn, vị trí của họ cũng sẽ kín hơn. Vẫn còn pha bóng của Hai Long, lỗi của Văn Tùng. Cầu thủ đang bị đau đó là Ninares Fernandez. Fernandez đang tỏ ra rất đau. hy vọng rằng những ngày thi đấu tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam thì thời tiết tại Phú Thọ sẽ không còn mưa nữa. Chúng ta sẽ còn hai trận đấu gặp cao thủ Timor-Leste và cao thủ Myanmar. Đương nhiên đó không phải là những đối thủ được đánh giá quá cao, nhưng như nói với một mặt sân trơn và mưa như thế này thì khiến cho lối chơi tấn công của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Những đường chuyền sẽ cần phải có độ chính xác cao hơn rất nhiều, vì nếu bóng đi đẩy xuống mặt sân cộng với chơi mưa sân trơn thì sẽ có một lực đi rất khác. Ngày hôm nay rất nhiều lần thì đội tuyển chúng ta đã gặp phải những tình huống như vậy, những tình huống bóng trụi. Hai Long. Bùi Hoàng Việt Anh. Hai Long. Mở bóng chuẩn xác. Lê Văn Đô. Đường chuyền không tới được vị trí của Tiến Linh. Lại là Lê Văn Đô. Hai Long. Sau khi vào sân thì Hai Long đang thay Hùng Dũng ở vai trò người cầm nhịp. Sau trận đấu này thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được nghỉ quãng hơn 4 ngày. Ở lượt thi đấu thứ 3 thì chúng ta sẽ được nghỉ. Chúng ta sẽ trở lại vào ngày 13 tháng 5 trong trận đấu gặp các cầu thủ U23 Myanmar. Trận đấu cũng được diễn ra vào lúc 19 giờ. Bắt đầu. Ở lượt đấu tiếp theo vào ngày 10 tháng 5 thì đội tuyển U23 Philippines sẽ gặp đội tuyển U23 Myanmar. Nếu trận đấu dừng lại ở tỷ số hòa, U23 Philippines vẫn sẽ là đội dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Và diễn biến ở bảng đấu vẫn có thể sẽ có những điều khó lường. Khả năng giành quyền đi tiếp của những đội bóng như U23 Việt Nam và U23 Philippines vào lúc này đương nhiên là cao hơn so với các đội bóng còn lại. Nhưng thứ tự xếp hạng thì sẽ rất khó được xác định ở thời điểm này. Và chúng ta nên nhớ rằng là ở bảng B thì U23 Thái Lan đã thua trong trận đấu đầu tiên trước Malaysia. Mọi chuyện ở bảng B cũng không thể đoán định trước được. Dứt điểm! Cú chạm bóng của Tiến Linh. Đường tạt bóng từ bên phía cánh phải của Lê Văn Xuân. Lại một lần nữa cú dứt điểm của cầu thủ áo đỏ đi không trúng đích. Một trận đấu mà các cầu thủ trên hàng công vẫn chưa được có sự chính xác tốt nhất. Ocampo là cái tên tiếp theo của cao thủ U23 Philippines được tung vào sân. Cùng với đó là cả Miguel Reyes nữa. Reyes vào sân để thay cho Chung Salazar. Burdick cũng rời sân để nhường chỗ cho Sion. Rất nhiều những tình huống dứt điểm của chúng ta trong trận đấu này. Cũng đã có những tình huống dứt điểm trúng đích, nhưng khi chúng ta dứt điểm trúng đích thì bóng lại đi nhẹ và thường đúng vị trí. mà thủ thành Caberas Buchon đã chọn sẵn. Rời sân cầu thủ mang áo số 8 Sandro vào sân. Ocampo vào sân để thay cho Chung Saraza và Sandro Reyes vào sân để thay cho tiền đạo đá cao nhất đó là Burdick. Phút thứ 83 của trận đấu rồi. Đây cũng là một trận đấu phải dành những lời khen ngợi, đặc biệt là cho tinh thần của các cầu thủ U23 Philippines. Họ đã chơi phòng ngự một cách triệt để trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, thậm chí là cao hơn khá nhiều trước khi trận đấu này diễn ra, đó là đội tuyển U23 Việt Nam. Một trận đấu mà rõ ràng Philippines đã chơi phòng ngự, nhưng lối chơi của họ thực sự là một lối chơi cũng rất đáng khen. Không có bất kỳ một tình huống phi thể thao nào của các cầu thủ Philippines trong trận đấu này cả. Rapitsura, Reyes, pha tạt bóng quá sâu của Reyes, bóng đã đi hết đường biên ngang và sẽ có một tình huống phát bóng lên. Vũ Tiến Long, Hoàng Đức, Lê Văn Xuân, Hải Long, hơi mạnh một chút. Trận đấu mà chúng ta cũng đã sử dụng rất nhiều những phương án tấn công rồi. Chuyền dài có, sút xa có, tạt cánh có, tạt bóng tầm thấp cũng có, và cả những tình huống phối hợp 1-2 nữa, nhưng vẫn chưa thể khoan thủng được hàng phòng ngự của U23 Philippines. Thiếu đi độ chính xác cũng như là một chút may mắn thôi. Pha chuyền bóng rất bất cần của Bùi Hoàng Việt Anh. Những phút cuối cùng rồi, chúng ta cần phải thận trọng với những tình pha bóng như thế này. Một trận đấu mà Văn Toàn gần như không phải hoạt động nhiều, và cũng không có tình huống nguy hiểm nào của các cầu thủ Philippines về phía cầu môn của chúng ta cả. Phút 86 của trận đấu, sẽ còn khoảng 4 phút nữa cho những nỗ lực của cao thủ chúng ta. U23 Philippines hợp lý bên phần sân của chính họ. Cầu thủ Philippines đang đến rất gần với mục tiêu là chia điểm với U23 Việt Nam. Họ vẫn chưa để lọt lưới bàn nào cho đến thời điểm này ở SEA Games. Lý Công Hoàng Anh, Hải Long, Lê Văn Đô, đột phá. Không hề có lỗi của hậu vệ đối phương. Vũ Tiến Long, Lê Văn Đô, vẫn là hơi thấp. Hoàng Đức, Văn Xuân, rất khẩn trương. Hải Long, Văn Tùng đang xin bóng. Đấy là Văn Tùng, có kịp hay không? Tốc độ của Văn Tùng thực sự là chưa đủ tốt. Domingo đã rất mệt rồi. Một trận đấu mà đặc biệt hàng thủ các cầu thủ U23 Philippines đã phải hoạt động một cách tối đa với một cường độ rất cao. Hai Long và Tiến Linh phối hợp. Cú đá của Hai Long. Một quả đá phạt cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Thanh Bình, Việt Anh chắc chắn sẽ có mặt trong vòng cấm của các cầu thủ U23 Philippines. Liệu tình huống cố định này có đem lại cho chúng ta bàn thắng trong trận đấu này hay không? Người đá phạt sẽ là Hai Long. Rất nhiều những cầu thủ cao to của chúng ta có mặt trong vòng cấm của U23 Philippines. Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Linh và cả Văn Tùng nữa. Đánh đầu. Tầm vóc cũng như sự tập trung là điều mà U23 Philippines đã phát huy được trong những phút thi đấu đã qua. Và họ vẫn đang giữ được sạch lưới. Phút thứ 90 của trận đấu. Hoàng Đức, chắc chắn là ban huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam, đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo không thể hài lòng với một kết quả như thế này được. Phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai, vẫn còn thời gian. Tiến Long, Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh chỉnh bóng rồi tạt quá sâu. Cuối cùng cầu thủ đang bị đau bên phía U23 Philippines đó là Rontini. Rontini cũng đã có một bàn thắng của giải đấu hôm nay. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong trận đấu đầu tiên của Philippines tại giải đấu này gặp Timor Leste. Một tình huống mà Hoàng Anh đã cố hướng trái bóng tới phía cột gần cho Hai Long. Năm phút bù giờ và đây đã là phút bù giờ thứ hai rồi. Các khán giả vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho cao thủ của chúng ta. Tiếng còi kết thúc trận đấu vẫn chưa vang lên thì chúng ta vẫn sẽ hy vọng vào bàn thắng. hài lòng. Lý Công Hoàng Anh. Lê Văn Xuân. Thanh Bình. Đường chuyền của Lý Công Hoàng Anh không được. Và ngày mai thì những trận đấu của bảng B sẽ diễn ra. U23 Lào sẽ có trận đấu gặp U23 Campuchia. Như vậy là Campuchia đã ngày mai sẽ có trận đấu đầu tiên của mình tại giải đấu năm nay. Trong khi đó thì U23 Thái Lan sẽ sửa sai bằng trận đấu với cầu thủ U23 Singapore. Vẫn là một sự tập trung đội phòng ngự bên phía U23 Philippines. Một trận đấu mà hàng phòng ngự của U23 Philippines đã thi đấu vô cùng nỗ lực trước sức ép liên tục đến từ hàng công của các cầu thủ Việt Nam. Rõ ràng là huấn luyện Pao So không hướng tới một trận hòa trong trận đấu này. Thanh Bình. Thời gian còn lại là rất ít. Hy vọng giành một trận thắng đối với U23 Việt Nam đang còn là rất nhỏ. Văn Tùng băng lên. Vẫn còn không được. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Có lẽ không còn cơ hội cho chúng ta nữa rồi. Chỉ còn khoảng 10 giây nữa cho phút bù giờ cuối cùng thôi. Rất có thể đây sẽ là tình huống cuối cùng. Sau không thắng được trận đấu này thì U23 Việt Nam sẽ không tạo ra được thế đứng đủ chắc chắn sau hai lượt đấu. Nhưng mọi chuyện vẫn đang còn ở phía trước. Trận hòa này có thể sẽ khiến cho tình thế của bảng A trở nên phức tạp hơn mà thôi. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa không đều. Một trận đấu có thể nói là đáng tiếc của U23 Việt Nam. Chúng ta giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, sút bóng rất nhiều. Rất nhiều những phương án tấn công đã được áp dụng. Nhưng đoạn cuối của những pha bóng, độ chuẩn xác của những tình huống dứt điểm đều không đi cùng với các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong khi đó thì với các cầu thủ Philippines, họ đã thành công với trận hòa này. Mục tiêu của họ là chia điểm với đội tuyển U23 Việt Nam và họ đã thành công. Họ đã làm tất cả những gì có thể. Thể lực thi đấu của các cầu thủ Philippines cũng là đủ tốt. Và đặc biệt là ý thức chiến thuật của họ. Họ rất kiên định với lối chơi phòng ngự dày đặc của mình. Và họ đã làm được điều mà Indonesia không thể có được ở lượt trận đầu tiên khi đối mặt với đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chẳng giải đấu nào là dễ dàng cả. Và giải đấu này cũng vậy. Chúng ta hãy cùng xem quãng đường còn lại của U23 Việt Nam. Và chúng ta sẽ còn